Tập xấu. Nếu dần, tôi nhìn cô rất lâu rồi đấy. Vừa nãy không ra tay chẳng qua chỉ là vì muốn nhường cho cô. Nhưng mà cô đã bắt nạt người quá đáng rồi đấy. Điệp đế nữ còn ổn không? Thực lực của thần thở thiên yêu mà vậy mà bị hôn của thánh thở tiêu hao hết rồi. Nam nhân người mãnh liệt lắm. Muốn đến nữ quyết định rồi. Nam nghĩ làm đế hậu của ta. Cùng ta quay về thiên yêu vực đi. Cái gì? Khẩu khí của yêu nữ này lớn thật, lại dám muốn thánh tử cùng cô ta về yêu giới. Kiếp đào hồ của tên kịch đồ này rất hưng thịnh, chớ tiện xem bổn tôn làm thế nào xử lý hắn ta đi. Cùng ta quay về thiên yêu vực đi, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Tên của con ta cũng nghĩ xong hết rồi. Chúc mừng sơ hình kết được lương duyên. Có thể nhìn ra cô ta là một cô gái tốt. Chuyện này ta không làm chủ được, ta phải tiếp tục đăng lên thiên đờ rồi. Hả? Mời thấy tao tưởng ban hôn. Nữ yêu này vậy mà chạy đến trước mặt của mình thỉnh cầu ban hôn sao? Kim viên, hồi bộ này của ngươi khẩu khí cũng không nhỏ đi. Vậy mà đồ đem thánh tử của Thái Tố vợ của ta vợ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hậu bối này của tôi bị thương không nhẹ, là đầu óc có vấn đề rồi, tôi sẽ đưa cô ta vào liền đi. Niệm đến nữ, nhanh cùng ta quay về. Tiền bối, người chờ một chút, ta vẫn chưa hỏi thánh địa của Thái Tố hỏi cưới cần xin lỗi gì mà. Nhà đầu nhà ngươi sao lại làm mất mặt của yêu như vậy chứ? Bọn họ đều là cộng giá, ta chính là thích hẳn. Thánh tử sở thử, đăng thiên đờ, phá kỷ lục, đã qua xét duyệt, mở đại điển. Thật là sướng, ở trên thiên đờ luyện hóa tốc độ còn nhanh hơn là dùng hệ thống đột phá. Sở thể vậy mà phá được kỷ lục rồi, còn cao hơn so với mấy cái thánh tử đời trước đăng lên. Hơn cổ thánh thở thân sát vô địch. Trong cùng cảnh giới y là không có người nào mà có thần niệm mạnh hơn bản thân hắn. Sở thở sư huynh, thân sắc này của huynh mạnh thật đấy. Cũng không tệ. Nhanh lên đài đi. Thánh chủ đã chuẩn bị xong rồi, cô ta sẽ ban thánh tử cho tôi. Được, lát nữa sẽ đi gặp sư tôn. Nghịch đồ. Lại tìm ta để làm gì? Sở thử, hôm nay ngươi sẽ trở thành thánh tử. Bốn tôn cho ngươi hai lựa chọn. Con đường thứ nhất, thánh địa sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi, cho đại thánh hộ đạo giả bảo vệ. Tiền đồ của ngươi vùng đất bằng phẳng, ánh sáng vô hạn. Con đường thứ hai, thánh địa sẽ không cho người tạo những tu luyện sinh thế giới của người giáo loại cho bản thân sáng tạo. Địa hệ chiến tàn sát, tiền đồ tương lai của người vẫn chưa biết nhưng không có giới hạn. Cái này còn còn phải nghĩ nữa sao? Đương nhiên là lựa chọn con đường thứ nhất rồi. Là ta cũng chọn con đường thứ nhất. Cho nên các ngươi mới được định sẵn là không trở thành cường giả. Lợi ích của con đường thứ nhất không cần phải nói nhiều, nhưng sẽ mất đi một phần tự do, hơn nữa bí mật của mình quá nhiều. Bên cạnh nó như vẫn luôn có một đại thánh đi theo, sẽ dễ bị bại lộ. Con đường thứ hai không có nhiều lo lắng, chỉ là thiếu đi một vài sự ủng hộ của tài nguyên tu luyện. Nhưng mà những tài nguyên tu luyện này có thể lấy lại được từ trên người của sư tôn và hồ tỷ tỷ. Ta chọn con đường thứ hai.
Sợ thở ta không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Thứ mà ta muốn không cần người khác cho, bản thân sẽ tự đi đánh đục, sẽ dùng kiếm ở trong tay đi cướp. Đời của ta không ai có thể chặn. Núi chặn hủy núi, biển chặn lấp biển, người chặn giết người. Người chắc chắn rồi chứ? Chắc chắn. Đón lấy thánh tử ấn, thánh tử mệnh bài đi. Thánh tử điện hạ, thánh tử điện hạ dũng mãnh vô địch. Bổn tông tuyên bố đại điển thánh tử kết thúc. Mời các vị của thánh địa hỗn cổ tới gia đạo đại giáo, các đại diện đi về thái tổ phong bàn ba cái chuyện quan trọng. Thánh chủ miệng hạ xin dừng bước. Thánh chủ miệng hạ, hội trưởng lão của đạo văn phòng vẫn chưa lập gia đình. Không biết thánh chủ miệng hạ có thể ban hôn cho ta được không? Ngươi muốn đỡ bổn tôn ban hôn cho cô ta sao? Ban trời, người đó thích cô ta sao? Đương nhiên rồi. Người thích cô ta điểm nào? Dịu dàng, lương thiện, ân cần, trưởng thành, xinh đẹp. Chuyện này bổn tôn cũng không thể một lời quyết định, phải xem cái ý nghiệm của hồ trưởng lão rồi. Nếu như cô ta đồng ý, bổn tôn sẽ ban hôn cho các ngươi cũng không phải là không được. Thật sao? Ừ. Cái chỗ của ngươi đúng là một tên giả vờ ngây ngô. Cuối 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 sau này khi bổn tọa không có, ngươi cũng không được hà cả. Đóng phố của tờ Mộng Điệp. Trước đó ngươi đã nói gì với thánh chủ? Không nói gì, hỏi một vài vấn đề liên quan đến tu luyện thôi. Sư tôn, sao còn thơm hơn một chút so với trước đây vậy? Trên tu luyện của người có vấn đề không hỏi, không đến hỏi bổn tọa, đi làm phiền thánh chủ làm gì? Đời nhi, đây không phải là đến rồi đi sao? Sư tôn, làm phiền rồi. Tới nghịch đồ ngươi vừa mới trở thành thánh tử là xấu xa như vậy rồi, người có xứng với thân phận thánh tử này hay không? Sư tôn, ngài nghĩ đi đâu vậy? Đồ như chỉ là muốn thỉnh giáo quyền thôi với ngài, sao lại xấu xa được chứ? Đừng cho rằng bốn tọa không biết ngươi đang nghĩ cái gì nha. Sư tôn, chỉ bằng hãy nói ngài cảm thấy đồ nhi đang còn suy nghĩ cái gì. Ta không muốn biết. Cút. Bây giờ ngài nỡ để đồ nhi rời khỏi đây sao? Đón phố của sở thở. Nỡ nhờ, bọn đại gia nhìn thấy căn cốt của ngươi bất phàm, quyết định thu ngươi làm nhân sủng. Con gà, con nhà ngươi không chỉ là trở nên đẹp trai hơn, nói chuyện cũng rất dễ nghe. Dạ cô, tí tí ta ủng hộ ngươi, thu nhỏ của ta làm nhân sủng là được rồi. Nữ nhân, nói cho bốn đại gia biết, có phải là ngươi đã thích sở thở rồi đúng không? Nếu như ngươi muốn, bốn đại gia có thể giúp ngươi. Cái này không được tốt lắm đâu. Cái này thì có gì đâu mà không tốt. Ừ? Sở tiêu nhiên, ngươi đừng có mà quá đáng. Vậy mà có tâm tư xấu xa như vậy đối với sư huynh của ta. Sở thở sư huynh cũng không phải là của một mình ngươi, cần ngươi quản ta hay sao? Đúng đúng đúng, bớt tóc, bóp mặt, móc mũi của cô ta. Đào yêu cô, móc mũi của cô ta là đúng rồi. Con người yếu ớt nhà ngươi lỡ đây làm chuyện xấu xa gì vậy? Sư huynh, anh đến từ lúc nào vậy?
Sở thở sư huynh. Đại yêu sư tỷ, xin lỗi nhé. Ngươi... Sở thở sư huynh, là ta sai rồi. Huynh đừng có trách nhầm đại yêu sư tỷ. Ta đến đây để chúc mừng huynh tấn thân thánh tử. Nhưng đại yêu sư tỷ vừa mới đến đánh mắng chuỗi ta, cô ấy thực sự rất yêu huynh. Sở tiêu nhiên, ngươi đúng là vô liêm sỉ mà. Đại yêu sư tỷ nói rất đúng. Ta sẽ giết chết ngươi. Để trách ta chọc cho sư tỷ không vui, sư tỷ, nếu sư tỷ ngại ta có thể đi. Sở tự nhiên cô gái này sao lại có tâm cơ xà trà xanh như vậy cũng khá là thú vị đi chứ. Thái Tố Phong. Thánh chủ. Sau đại điện thánh tử, chuyện sở thở là hồn cổ thánh thở đã bị yêu tộc biết rồi. Ta sợ yêu tộc sẽ có hành động. Gần đây, 1.000 năm thế lực của yêu man càng lúc càng bành trướng, lúc này là nguy cơ mà cũng là cơ hội. Nói như lúc này, trừ khử chiến lực đại thánh của yêu man, thái cực cổ tinh sẽ mở ra sớm hơn. Thái cực cổ tinh sẽ mở ra sớm hơn. Nếu như mình nắm bắt được cơ hội này, có lẽ sẽ là thời cơ có thành tựu thánh vương. Ngươi phải nắm bắt cơ hội. Đây là bồ đề thần hoa mà sở thần cần, ngươi giúp ta chuyển lại cho hắn. Được. Lỡ phải đi gặp tên gạch đồ kia thật đúng là xui xẻo mà. Đoạn phủ của tờ mộng điệp. Trời vẫn chưa tối, sự tôn sao lại gọi đồ nhi đến đây rồi. Cái đồ vô liêm sỉ. Đây là thánh tử bảo ta chuyển lại cho ngươi. Cầm lấy rồi mau đi đi, đừng có ở đây mà làm phiền bổn tôn nữa. Đồ nhi, sao có thể làm phiền ngài được chứ? Sư tôn, đồ nhi đến thì cũng đến rồi, chỉ bằng chúng ta hãy thử quyền pháp tối qua một chút nha. Nghịch đồ, cút đi. Giữa ban ngày ban mặt không được phép làm càn. Lát nữa trời sẽ tối đi. Hệ thống hiển thị ra bản điều khiển của ta. Tiền tức, ký chủ sở thở. Cảnh giới, thân kiều cửu tầng. Thời chất đặc thù hôn cổ thánh thở tu chất 2.500 thiên phẩm. Kỳ mỹ thiên sát kỳ mỹ. Kỳ mỹ. Công pháp tu luyện đạo kinh, chú cơ thiên. Thánh thở tu luyện công pháp thượng. Bí pháp. Hành tự bí pháp sơ khi môn kinh. Đan kinh trung quyển. Đọc sơ khi môn kinh. Kiếm quyết. Vẫn sự hại thở tiền còn lại là 1.124 click triển khai. Giá trị khi vẫn 1.575 xanh, 5.890 tím nhạt. Ngươi là thánh tử của Thái Tố Thánh Địa, có thể trồng lên một phần khí vận thánh địa. Ủa, trở thành thánh tử lại có thể trồng lên khí vận, còn có lợi ích gì như vậy nữa sao? Ngạch đầu, mới ngồi trời đã tối. Tối nay ngươi có thể lại đây qua được. Không cần đâu. Đội nhiên phải nhanh chóng quay về tu luyện mới được. Nó bảo mình nó lại, làm gì cái chuyện tốt như vậy chứ. Bất thường nhất định là có điểm kỳ lạ. Quỷ mới biết được cô ta có phải là nhân lúc mình ngủ rồi một tát đánh chết mình luôn hay không. Hôm nay mệt rồi, sư tôn sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái tên nghịch đồ này còn cảnh giác như vậy, ngồi đợi thấy ta sớm muộn cũng đập chết người. Thánh tử điện. Sư tôn đại nhân, đem bồ đề thần hoa giao lại cho mình cái thời giới hạn đột phá đến quý ngã cảnh rồi. Nhưng mà muốn thượng lợi đột phá vẫn phải còn hấp thu lượng lớn nguyên khí trong thời trời đất, chỉ bằng đến thánh tử điện xem thế nào. Thánh tử điện có lẽ được xem là một trong những nơi có linh khí dồi dào nhất ở trong Thái Tố Thánh Địa. Thánh tử điện hả? Đây là thị nữ của thánh tử điện sao? Thái Tố Thánh Địa quả nhiên bất phàm, đến ngay cả thánh nữ đều đáng yêu như vậy.
Sau này ta sẽ thường xuyên qua đây tu luyện, ở đây làm phiền các ngươi trong cô rồi. Vâng đi hả? Điện hạ, đi tu luyện, những chuyện khác cứ giao cho chúng ta là được rồi. Nồng độ linh khí cao như vậy, ở đây tu luyện tốc độ có lẽ có thể thăng lên cấp không chỉ gấp mấy chục lần. Đến đúng nơi rồi. Tin tức, ký chủ thôn phở thiên địa kỳ trân. Bồ đề thần hoa có phải muốn tiến hành giới hạn đột phá? Đột phá? Tin tức đột phá xong, lần này tổng cộng tiêu hao 10 bản điểm đột phá còn lại 68. Công chúa Điện Hạ, đây chính là Thái Tổ Thánh Địa trong truyền thuyết. Công chúa Điện Hạ, Thánh Địa Thái Tổ thật sự là không phụ với thịnh danh. Thật là vô cùng rộng lớn, còn đẹp hơn cả trong hồn cung rất nhiều. Sương Hoa Thư Vũ, hả người đừng có nên kinh ngạc như vậy chứ. Thánh Địa Thái Tổ là tuyệt đối chí tôn của Nam vực chúng ta, Sơn Môn đương nhiên là phải rộng lớn rồi, hồn cung sao có thể mà so sánh được chứ. Thất công chúa của đế quốc Đại Minh, Tử Nghiệt. Cô nương này nhìn có chút giống với Chu Bích Nghiệp, cái lý nào là hậu nhân của cô ta sao? Ý của Hồ Tỷ Tỷ là cô ta đang còn nhớ mình sao? Hồ Tỷ Tỷ, nhận được hô của Tỷ Tỷ, ta đã đến đây ngay lập tức rồi. Chúc mừng ngươi, tôi quay lại tinh tiến đó rồi. Hẳn vậy mà đến rồi. Chút tinh tiến đó của ta đã là cái gì chứ? Ngược lại là Hồ Tỷ Tỷ càng lúc càng xinh đẹp hơn rồi đấy. Mấy ngày hôm trước ta đã đưa ra chuyện ban hôn cùng Tỷ Tỷ nói cho Thánh Chủ biết. Tỷ Tỷ đón Thánh Chủ trả lời thế nào? Đương nhiên là Thánh Chủ không đồng ý rồi, bởi vì chúng ta không thích hợp. Cô ta nói chỉ cần Tỷ đồng ý thì cô ta sẽ ban hôn cho chúng ta. Cảm giác của không tệ, chỉ là vẻ xấu đi tí thôi. Vừa cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Đáng thương cho ta mới rời khỏi thánh địa đi du lịch rồi. Hồ Tỷ Tỷ nếu như không đồng ý cũng không biết là lúc nào mới có thể gặp lại nhau được đây. Người mới bắt đầu đột phá đến bí ngạn cảnh thì đã ra ngồi đi lịch luyện rồi sao? Cũng không thể ở mãi trong thánh địa xa rời thực tế được. Như vậy sẽ định sanh là không thể nào trở thành cường giả. Thật ra ta cũng không nỡ rời khỏi thánh địa đâu. Nhưng ra ngồi rèn luyện đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Ngươi nữa, hơn nữa, ngươi là người sát phạt quyết đoán, không quan tâm đến chuyện nhi nữ tình trường. Ai nói là ta sát phạt quyết đoán thì không thể để ý đến nữ nhi tình trường chứ. Cảm nhận được chưa? Tiếng tim đập chân thành của ta. Hoa Tỷ Tỷ, người nửa hôm đầu mất rồi, đã bị đánh. Tỷ Tỷ đừng có kích động, tớ không kiềm chế được. Tỷ Tỷ đừng có giận ta mà, lần sau không được như vậy nữa, có biết chưa? Biết rồi, lần sau muốn hôn tỷ á, ta sẽ nói trước với tỷ là được mà. Tỷ Tỷ, bộ dáng thất vọng của tỷ đều dịu dàng, đóng lòng người như vậy bảo ta làm thế nào mà không yêu tỷ được chứ? Người đây là đem tỷ tỷ xem thành con nít ở trong lòng của người, ta dễ bị lừa như vậy sao?
Chiếc nhẫn trở vào tiên phẩm này là chiến lợi phẩm năm đó ta tham gia bảo vệ Thiên Yên Trường Thành mà giành được. Không gian ở bên trong rất lớn. Người đưa đi đi, ra ngoài du lịch mà phải dùng đến túi trữ vật thì không được thuận tiện cho lắm. Thì tỷ giúp ta đeo lên có được không? Đó, ta giúp ngươi đeo lên. Thì tỷ có biết nữ tử tận nhẫn cho nam tử là đại diện cho hàm nghĩa gì hay không? Chỉ là nhẫn trữ vật thôi mà, có thể đại diện được điều gì? Không 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 không. Truyền thuyết cái điểm cuối của tinh không bỉ ngạn có một viên cổ tinh sinh mệnh. Ở đó nữ tử tận nhẫn cho nam tử, đã bày tỏ lòng nữ tử rất thích nam tử, rất quan tâm đến hắn, hy vọng có thể thành thân cùng với hắn. Còn có thể tập tục cổ quái như vậy nữa sao? Đại lục thiên khung không có cách nói như vậy. Hảo tỷ tỷ, rốt cuộc là lúc nào tỷ mới đồng ý là cầu hôn của ta đi? Người lại thích chiếm tiện nghi của ta như vậy sao? Bởi vì ta thích tỷ đó. Tỷ thấy sự tôn của ta đẹp như vậy, tại sao ta không chiếm tiện nghi của cô ta? Nếu như ngươi đã nghe cái sự tôn của ngươi mà cũng chiếm tiện nghi, vậy thì đúng là đại nghịch bất đạo rồi. Còn không phải sao? Ta vô cùng kính trọng sư tôn, chưa bao giờ có chút tâm tư không tốt nào. Cho nên ngươi mới đến bắt nạt ta chứ gì? Ta không dám bắt nạt hồ tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ, bây giờ không được, cái tên tiểu tử ngươi quá mặt dày. Xem ra ta phải tránh xa ngươi một chút rồi. Ta không phải là tiểu tử, ta là một chàng trai đấy. Đúng rồi tỷ tỷ, khoảng thời gian trước đi, thánh chủ mời rất nhiều thế lực lên thái tổ phòng, trong hội nghị đều đã nói những chuyện gì vậy? Thì ngồi cái cấm chế của thiên nhiên ở bí cảnh cổ tinh sắp mở ra rồi. Viên cổ tinh đó có tên là Thái Cực. Trước đi, nghe nói là viên cổ tinh này có danh khí rất lớn ở cấm chế cổ tinh thiên nhiên, có lẽ là tầm 2.000 đến 3.000 hay 3.000 năm mới mở ra một lần. Trong đó có vô số thiên tài địa bảo, nhưng đây cũng không xem là gì. Thứ quý giá nhất ở bên trong có đạo ngấn cổ tích mà đất đai để lại. Một vài đại thánh có khí vận nghịch thiên, thậm chí sẽ giành được một phần truyền thừa đạo thống mà đại đế để lại bên trong đó. Từ đó cũng đột phá thánh vương, trở thành cường giả đại lục của đỉnh phong. Đại khái là lúc nào sẽ mở ra? Thả cổ tinh gần đây, một năm sẽ được mở ra, nhanh thì 5 6 tháng, chậm thì tầm 8 tháng. Sư tôn của ta cũng sẽ đi sao? Ở phong chỗ của Văn Hạ Phong sẽ đi, cô ta ở trong thái cực cổ tinh tìm được cơ hội trở thành thánh vương. Sư tôn bảo bối sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như xảy ra chuyện, bốn tọa đi đâu mà thỉnh giáo công pháp được đây? Hay là đem cô ta phong ấn lại, không để cô ta ra người. Ngon ngon ở nhà là một bó vật là được rồi, đi mạo hiểm cái gì? Không còn phải lo lắng, phong chủ của Vân Hà Phong không phải là nữ tử yếu đuối. Trong đồng giai chiến lược của cô ta cũng là hạng nhất hạng nhì đó. Tiểu tử, ngươi dự định đi đâu lịch luyện vậy? Còn chưa nghĩ ra, đi đến đâu thì tính đến đó, nơi đến đều là duyên. Chỉ biết nha hồn Liễu Hồng Y kia một đường hướng bắc, cụ thể là ở nơi nào vẫn chưa xác định, chỉ có thể vừa đi vừa nghe ngóng. Tỷ tỷ, trước khi phân biệt không bày tỏ chút gì sao? Tin tức kha kha. Nếu như gặp được kẻ địch không địch lại bỏ chạy cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Tỷ tỷ yên tâm đi. Động phủ của sở thở.
Chờ tới nghiệp, thở công chúa của đại mình bái kiến thánh tấu điện hạ. Không cần đa lỡ. Mà chẳng lẽ ngươi đưa chu tử nghiệp công chúa đến chỗ của ta là có chuyện gì sao? Quả nhiên là hậu nhân của chu Bích Nghiệp. Nghe đồn thánh tử muốn xuống núi du lịch. Vừa hay tân vương của đế quốc Đại Minh đăng cơ, thánh chủ muốn đỡ thánh tử người và thất công chúa đi vào quốc, về đế quốc Đại Minh đại diện cho thánh địa thái tổ tham dự. Họ tỷ tỷ thật sự là không muốn để cho mình nhàn rỗi. Được rồi, dù sao ta cũng không biết là đi đâu, chỉ bận đi Đại Minh xem thử thế nào. Thánh tử điện hạ có thể đến Đại Minh là phúc khí của chúng ta. Vốn dĩ cho rằng có thể mời được một vị tiểu thánh trưởng lão là tốt lắm rồi, ai có thể ngờ được thánh tử điện hạ vậy mà bằng lòng đích thân đi tham dự. 45 năm trước, lúc đó mình vẫn là thần thông cảnh. Bất ngờ kết bạn được với trưởng công chúa của Đại Minh lúc đó. Trưởng công chúa của Đại Minh, Chu Bích Nghiệp. Hai người đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn. Nếu như không còn chuyện gì khác, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đã nói là đợi bổn tọa đi tìm cô ta, không ngờ được bây giờ cô ta đều đã có hậu nhân rồi. Tốt, hôm nay đã quá làm phiền, ngày mai chúng ta gặp nhau. Nghịch đồ, nhanh đến gặp ta. Không được, không được, hôm nay đã tối đau lưng. Sao có lý đó được chứ, bốn tôi đều đã chuẩn bị xong rồi. Thế nghịch đồ vậy mà không nói. Vậy mà nói không đến. Trữ vật cát. Đám phố của sợ thở. Trước khi đi, cái tên tiểu tử này vẫn còn tu luyện cũng chăm chỉ đấy chứ. Phần thưởng lần trước đột phá đại cảnh giới hình như vẫn chưa lấy. Hệ thống đều ghi, đều ra ghi chép tin tức. Kiểm tra thấy ký chủ đã hôn cổ thánh thượng, đột phá thần kiều cực cảnh, hiện ra phần thưởng bảo kích đặc thù bán độ giả tự bí. Tin tức có muốn nhận không? Nhận. Lần này đột phá hệ thống lại thưởng cho giả tự bí một trong cựu bí. Giả tự bí chính là thần thuộc chữa trị mạnh nhất khi tu luyện đến cao thầm, một giọt máu có thể hồi phục được chân thần. Nói đến mức độ quý giá hoàn toàn là không thua hành tự bí. Nói về hiệu quả bảo vệ tính mạng cũng hơn một bậc. Điều đáng tiếc duy nhất là giả tự bí chỉ có bán độ, hiệu quả không thua không kém. Nếu như lấy được giả tự bí hoàn chỉnh, kiếm chiêu của thứ ba này đều có thể sáng tạo ra hình dáng. Chàng trai còn nhìn, thỏ linh đã nướng xong rồi, ngươi có muốn ăn không, ra khỏi thánh địa thì không ăn được đâu. Không cần đâu, bản thân ngươi ở một mình đi, tớ đi ngủ một chút. Nghịch đồ ngươi đâu rồi? Nữ nhân, hắn đang còn ngủ trưa, ai cũng không được làm phiền hắn. Một con gà con mà còn dám chặn đường của bốn tốn. Nghịch đồ này thật sự ngủ rồi sao? Thánh tử! Thánh tử đại nhân, mau đến đây đi! Đến rồi, đến rồi. Nghịch đồ nhà ngươi được lắm.
Con đã sinh ra rồi, ngươi còn ở đây tắm sao? Cô đau không? Ngươi tính lại rồi à? Ờ, sao sư tôn lại ở đây? Bốn sư tôn là sư tôn của ngươi, tại sao lại không thở ở đây được chứ? Ngươi làm cái gì vậy? Đây là muốn độc chết chồng của mình sao? Đây là Long Diên Hương thất phẩm, thì ra sư tôn đến giúp mình điều dưỡng cơ thể. Người xuống núi rèn luyện quy sư không giúp được nhiều đâu. Đây chính là quà tạm biệt mà bốn tôn tặng người. Sư tôn, xin dừng bước. Nghe đồ, ngươi dỗi ta lại đây làm cái gì? Sư tôn tặng cho ta là Long Diên Hương thất phẩm, tương truyền trong hôn hải. Nước giới của Long Kình cấp đại thánh trải qua hàng vạn năm tháng thôi hóa mới có thể ngưng kết thành Long Diên Hương. Vật này quá là quý giá. Vậy thì đã sao chứ? Người tặng cho Đồ Nhi món đồ quý giá như vậy, Đồ Nhi đương nhiên là phải báo đáp lại cho ngài rồi. Chấp 34.